Trong chuyên mục mỗi ngày một con số ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ đề cập đến con số 25 năm. Theo số liệu của nhóm nghiên cứu từ Đại học Xây dựng thì người thu nhập thấp Hà Nội mất bình quân 25 năm mới có thể mua được nhà giá rẻ. Nhóm nghiên cứu này đã thực hiện khảo sát thực tế và khảo sát xã hội học đối với các hộ gia đình tại 29 dự án nhà ở xã hội tại thành phố Hà Nội, đồng thời phỏng vấn hơn 40 chuyên gia và các nhà quản lý trong lĩnh vực nhà ở. Kết quả cho thấy là với dự án nhà ở thu nhập thấp được quy hoạch ngay từ khi cấp phép thì giá bán bình quân là hơn 8 triệu đồng một mét vuông. Các hộ gia đình phải mất đến từ 5 đến 10 năm để chi trả khi mua một căn diện tích khoảng từ 30 đến 40 mét vuông. Tuy nhiên, đối với những dự án nhà ở thương mại chuyển sang nhà ở xã hội thì giá bán cao hơn khoảng 14 triệu đồng một mét vuông. Dù diện tích nhà đã được chia nhỏ, người thu nhập thấp cũng phải mất bình quân 25 năm mới có thể trả hết giá trị căn nhà. Và nhóm chuyên gia này cũng nhận định đây là một con số quá cao so với mô hình nhà ở xã hội của các nước trên thế giới.